Ba la mật. Thưa quý vị đó, cái chí nguyện ba la mật á, chúng ta có nếu mà quý vị hỏi là cái gọi là cái tầm quan trọng, tức là cái tác dụng của nó đó, thì chúng ta có ba loại. Thứ nhất á, là bhupa nimitta atthithana. Cái bhupa nimitta atthithana này có nghĩa là gì? Cái hiệu quả của nó đó là có một ví dụ rất là nổi tiếng, đó là khi mà Bồ Tát cắt tóc của ngài đó và ngài nguyện, nếu như mà tôi chứng đắc được đạo quả thì mong cho cái tóc này nó sẽ không rơi xuống. Và khi ngài thả ra thì mớ tóc của ngài quả thật như vậy không rơi xuống, và vua trời Đế Thích thỉnh về để thờ. Rồi sau đó đó, khi mà ngài xuống dòng sông Ni Liên á, ngài rửa bát và ngài nguyện á, nếu như mà tôi chứng đắc đạo quả đó thì cái bát này nó sẽ đi ngược dòng, và cái bát nó bằng vàng nha. Và khi ngài thả ra như vậy đó, cái bát nó liền đi ngược dòng đi một đoạn, và sau đó nó chìm xuống dưới sông, nó để tập trung vào chỗ của bát của chư Phật quá khứ. Thì đó là cái tác dụng của Puppanimitta Thittha đó, là một trong những cái tác dụng của chí nguyện ba la mật. Cái tác dụng thứ hai đó là asisa atthithana, có nghĩa là sao? Ở trong chú giải Maha Quát Gá của Tạng Luật á, thì nó có một cái tình tiết như thế này nè, là khi mà Thế Tôn thọ nhận cái vật phẩm cúng dường của hai anh em thương nhân là Tát Bút Xá và Ban Lý Cá đó, thì do cái bát á, là trước đó là đã thả trôi dòng sông rồi cho nên không có bát, và Thế Tôn nghĩ á, là ta không thể nhận vật phẩm cúng dường bằng tay không. Và khi Thế Tôn có suy nghĩ như vậy đó, bốn vị trời là tứ đại thiên vương đó là mới xuất hiện và cúng dường Đức Thế Tôn, mỗi vị cúng dường một cái bát đá. Và Đức Thế Tôn không muốn cho vị nào buồn, cho nên là ngài xếp chồng bốn cái bát lên trên, và ngài chỉ nguyện một chuyện thôi, làm một đi. Và khi ngài nguyện như vậy là bốn cái bát nó nhập lại thành một. Thì đó là một cái công dụng nữa của cái chí nguyện Atthithana đó. Hoặc là có một lần á, ngài đi ngang qua một cái nơi của các vị Bà La Môn, ngài thấy là nếu như mà ngài đường đột ngài đi vào á thì nó không tốt, và ngài cần một cái gọi là một cái cớ, cho nên á là ngài nguyện là hãy mưa đi. Ngài không có dùng gọi là không có dùng định mà đề một nước, ngài không có dùng, mà ngài chỉ cần nguyện thôi, hãy mưa đi. Và khi ngài nguyện như vậy là mưa nó rơi xuống, và ngài nhân cái gọi là cái cớ mà trời mưa đó, ngài đi vào chỗ đó để trú mưa. Và khi ngài trú mưa như vậy đó thì các vị Bà La Môn nhường chỗ cho ngài ngồi, và đó là một cái điều kiện để ngài thuyết pháp. Và chúng ta có cái bài kinh một cái bài kinh như là ở trong Trung Bộ thì phải. Còn một cái nữa đó là Quát Tá Ách Thích Thà đó, thì cái này đó là cái trường hợp là chúng ta kiên định mà chúng ta thực hành cái quyết tâm của mình để đi đến sự giải thoát giác ngộ. Ví dụ như có rất nhiều kiếp ngài còn là Bồ Tát đó, thì ngài quyết tâm là ngài khi ngài còn là con thỏ thì ngài quyết tâm ngài nhảy vào ở trong cái đám lửa để ngài cúng dường cái thân xác của ngài cho vị Bà La Môn. Hoặc là khi mà ngài muốn bố thí cho vị độc giác đó thì ma vương xuống phá và hiện cái địa ngục ở trước mặt, thì ngài vẫn quyết tâm ngài bước đi bước tới để ngài cúng dường vị độc giác, là cho dù có rơi xuống địa ngục đi chăng nữa là ngài vẫn quyết tâm ngài làm. Hoặc á, là khi mà ngài quỳ ở dưới chân Phật Diên Đăng để mà ngài thọ ký, thì khi đó cái quyết tâm của ngài nó mãnh liệt tới mức mà ngài nếu cần thiết thì ngài sẵn sàng ngài đi xuống địa ngục và ngài ở dưới đó 4 a tăng kỳ kiếp
nếu như việc đó là cần thiết để chứng đắc đạo quả, tức là cái quyết tâm để hoàn thành được đạo nghiệp của mình. Thì đó là bốn cái tác dụng của chí nguyện ba la mật. Không biết về vấn đề này thì sư Tuệ Tường có bổ sung gì hay không? Sư Tài Tường ơi, sư bị mất tiếng, sư bị mất tiếng. Dạ, thưa Đại Đức và thưa quý vị. Thì ở đây quý vị đặt câu hỏi là giảng về cái tầm quan trọng của pháp chí nguyện ba la mật gọi là thiết thanh á, thưa quý vị. Thì cái từ mà gọi là quan trọng đó, thì nó khá là trừu tượng. Tại vì nếu mà nói quan trọng là quan trọng, đôi khi là tại vì khi mà nói về cái pháp thiết thanh á này này thì mình phải đọc trong hai tài liệu sau. Thứ nhất, để nói về toàn diện cái thiết thanh á, là thứ nhất là tài liệu một, là mình có thể chọn lựa chọn hai tài liệu. Một là tài liệu của ngài Minh-gun trong Đại Phật Sử. Tài liệu thứ hai là tài liệu pháp hạnh ba la mật của ngài Hộ Pháp, đúng không? Thì mình phải đọc qua hết, nghe toàn diện giảng giải rõ, các ngài giảng giải rõ về cái từ thiết thanh á như thế nào, đúng không? Thì trong đó mình tâm đắc cái gì, tâm đắc cái điều gì, trong đó thì mình mới xem là cái điều đó là quan trọng với mình. Giống như bây giờ có những khía cạnh quan trọng, ví dụ đôi khi là giống như nãy Đức Thành Tuệ, Đức Thành Tuệ cũng trình bày cái tầm quan trọng, đúng không? Thì ở đây thì, rồi rồi sau đây thì sư khác sẽ cũng sẽ trình bày cái gọi là cái tầm quan trọng, nhưng mà đó là quan điểm của sư, đúng không? Còn quý vị muốn hiểu rõ cái tầm quan trọng quý vị đó, thì quý vị phải chịu khó đọc hết, đúng không? Cái điều đó mới quan trọng. Quan trọng đối với quý vị, có thể là quan trọng là quý vị muốn hiểu, tìm hiểu quan trọng gì, quan trọng trong cái pháp học của cái thiết thanh á này, hay là trong quan trọng trong vấn đề pháp hành, đúng không? Hay quan trọng trong vấn đề pháp hành của thiết thanh á, hay là quan trọng trong vấn đề cái chí văn hiểu về cái thiết thanh á này, hay là chí tư, hay là chí tu đó. Cho nên đó là cái tầm quan trọng này nè, thì sư cho lời khuyên á là nên, nếu mà để rõ hiểu rõ hơn, mình nó cho đối với mình á, đối với bản thân cái người hỏi nè, cái gì quan trọng á, thì mình chịu khó mình đọc hết ha, rồi mình xem ơi cái nào là quan trọng. Thì ở đây sư Trinh xin trình bày cái điểm ở trong về cái Thích Thanh Á Parami nè, mà sư á, bản thân sư sư xem sư cho là quan trọng, được trích từ tài liệu Đại Phật Sử của ngài Minh Quân. Vậy trong đây ngài Minh Quân có nói là như vậy. Đối với sư nha, thì cái điểm này là quan trọng. Thì có đoạn ngài Minh Quân nói là dựa vào Maha Karuna và Upajja Kosala Jnana, quyết tâm bất di bất dịch theo đuổi các phước là chí nguyện ba la mật Atithana Parami theo tạng Abhidhamma, tức là vi pháp đó thưa quý vị. Đó là nhóm tâm và tâm sở hữu đồng sanh khởi sanh trong hành động quyết định như vậy. Chí nguyện ba la mật có đặc tính là sự quyết tâm bất di bất dịch trong việc thực hành viên mãn các pháp ba la mật, sự hy sinh và thực hành giới như là những tư lương cho sự giác ngộ. Tư lương ở đây chính là cái hành lý, hành trang mình đó, hành trang cho sự ngộ đó. Thứ hai là phận sự của nó là vượt qua những pháp bất thiện đối nghịch với những pháp dẫn đến sự giác ngộ. Và cái thứ ba, sự hiện khởi của nó trong tâm hành giả là tánh kiên định trong việc thực hành viên mãn các pháp dẫn đến giác ngộ. Và thứ tư, nguyên nhân gần của nó là những pháp dẫn đến giác ngộ. Đây là cái theo cái quan điểm của sư, thì ở trong sư cho là đây là phần quan trọng ở trong cái thiết thanh á parami. Cũng xin kết thúc phần xin hỏi. Thì như vậy thì sư nghĩ là quý vị đã có cái nhìn nó tương đối là đầy đủ về cái vấn đề này rồi. Chúng ta qua cái câu hỏi tiếp theo.